Lời đầu tiên cho phép quốc phòng xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cô bác lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và đáp lại tình cảm yêu mến của quý vị dành cho quốc phòng cũng như dành cho các nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo Hà Nội. Sau đây quốc phòng xin được gửi tới quý vị một làn điệu chèo ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát chèo được mang tên Hát về Tổ quốc hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn xang bao niềm vui mới. Thank you.
sự ý ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.